Những sai lầm trong điều trị mụn nội tiết. Thứ nhất đó là sai lầm trong nhận biết. Mụn nội tiết đó là việc khi mà chúng ta rối loạn trong cái chu kỳ kinh nguyệt, hay là việc là thay đổi hormone, hay là trong cái thời điểm mà chúng ta dậy thì, đúng không ạ? Và chúng ta nhận biết được là nó sẽ có mụn để sưng viêm và nó hay ở vùng hàm hay là vùng má của chúng ta. Tuy nhiên thì không phải là tất cả những loại mụn đấy thì đều là mụn nội tiết nhé. Thứ hai đó là chúng ta chỉ sử dụng phương pháp bôi, mà bôi thoa mà chúng ta không uống, vì khi đấy bản chất của mụn nội tiết là từ sâu bên trong cơ thể, đúng không ạ? Và nếu như các bạn không uống thì rất khó để có thể điều trị được và nó sẽ rất dễ bị tái phát. Thứ ba đó là chúng ta chọn sai viên uống. Ở đây thì rất nhiều bạn hay sử dụng những thuốc nội tiết như này đó, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn phù hợp cho tất cả mọi người đâu ạ. Thứ tư đó là chế độ ăn uống nghỉ ngơi của chúng ta thì chúng ta chưa khoa học, cũng dẫn đến tình trạng là các bạn sẽ bị mụn nội tiết sẽ bị nổi lên nhiều hơn nhé. Như là chúng ta ngủ không đúng giờ, lại làm việc stress quá nhiều. Thứ năm đó là việc mà chúng ta không kiên nhẫn trong việc điều trị mụn nội tiết. Tại vì mụn nội tiết là rất dai dẳng và nó dễ tái phát, nên là khi các bạn điều trị thì hãy kiên nhẫn từ 3 đến 6 tháng nhé. Tạm biệt mọi người và chúc mọi người có làn da đẹp.